Xin chào mừng tất cả các em học sinh đến với giờ học âm nhạc lớp 4. Một tuần nữa lại trôi qua, thầy rất vui khi được đồng hành cùng các em trong giờ học ngày hôm nay. Thầy chúc em có một giờ học thật vui và thú vị. Các em thân mến, thực hiện theo chương trình, hôm nay chúng ta đến với tiết học dạy bài hát do địa phương tự chọn. Trong giờ học này, thầy mời các em cùng đến với Phú Thọ, vùng đất địa linh nhân kiệt, đất của các di sản văn hóa được lưu truyền bao đời nay và tiêu biểu trong các di sản văn hóa quý báu ấy phải kể đến đó là hát xoan. Các em ạ, hát xoan là di sản văn hóa phi vật thể quý báu của dân tộc nói riêng và trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung. Hát xoan là hình thức dân ca nghi lễ phong tục, hát thờ thần, thờ thành hoàng, còn gọi là hát cửa đình hay khúc môn đình. Là hình thức nghệ thuật đa yếu tố, có nhạc, hát, múa, phục vụ các nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng và thường được biểu diễn vào dịp đầu xuân, phổ biến ở Phú Thọ, một tỉnh trung du của Việt Nam. Như các em đã biết, hát xoan gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng hùng vương, một tín ngưỡng bắt nguồn từ tập quán cúng tổ tiên của người Việt. Và ngày 8 tháng 12 năm 2017, hát xoan Phú Thọ chính thức được tổ chức UNESCO đưa ra khỏi di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp và ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Các em thân mến, trong tiết học ngày hôm nay, thầy giới thiệu với các em bài hát Bỏ Bộ, hát xoan Phú Thọ, lời 4. Lời 4 này gồm có 4 bài: Ngựa Hồng, Ai Nhuộm Cho Mình và Mua Lấy Miệng Cười, Rượu Quỳnh Dương. Sau đây, thầy mời các em cùng nghe và xem điệu hát Bỏ Bộ này nhé. Sau đây, thầy mời các em cùng hát lời Ngựa Hồng thuộc điệu hát Bỏ Bộ. Các em sẽ nghe và chúng ta sẽ hát nhẩm theo nhé.
Xin mời các em cùng nghe và hát lại lời bài Ngựa Hồng nào. Tiếp theo, chúng ta sẽ học lời ca Ai Nhuộm Cho Mình. Điệu hát Bỏ Bộ, hát Xoan Phú Thọ. Xin mời các em cùng nghe và nhẩm theo lời bài Ai Nhuộm Cho Mình. Sau đây, xin mời các em cùng nghe và chúng ta nhẩm hát theo nhé. Sau đây chúng ta sẽ học lời hát Mua Lấy Miệng Cười thuộc điệu hát Bỏ Bộ, hát Xoan Phú Thọ. Thì mời các em cùng lắng nghe và hát nhẩm theo giai điệu Mua Lấy Miệng Cười nhé. Xin mời các em cùng nghe và nhẩm hát lại nào. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với lời hát Rượu Quỳnh Dương thuộc điệu hát Bỏ Bộ, hát Xoan Phú Thọ. Xin mời các em cùng lắng nghe giai điệu và chúng ta sẽ hát nhẩm theo. Xin mời các em cùng lắng nghe và chúng ta cùng hát nhẩm theo lại lần nữa nào. Xin mời các em cùng lắng nghe và chúng ta cùng hát nhẩm theo lại lần nữa nào.
Các em thân mến, như vậy vừa rồi chúng ta đã học 4 lời của làn điệu Bỏ Bộ hát Xoan Phú Thọ. Sau đây, thầy mời các em cùng hát nhẩm và nghe lại giai điệu của 4 lời Ngựa Hồng, Ai Nhuộm Cho Mình, Mua Lấy Miệng Cười và Rượu Quỳnh Dương. Sau đây, xin mời các em cùng nghe hát và chúng ta cùng quan sát tập theo các động tác phụ họa của làn điệu Bỏ Bộ hát Xoan Phú Thọ nhé. Chiều ao đâu.
Các em thân mến, như vậy trong giờ học ngày hôm nay, thầy trò chúng ta đã cùng tìm hiểu và tập hát điệu hát bỏ bộ Hát Xoan Phú Thọ với 4 lời ca Ngựa Hồng, Ai Nhuộm Cho Mình, Mua Lấy Miệng Cười và Rượu Quỳnh Dương. Các em có thể thấy những làn điệu hát xoan Phú Thọ rất đặc sắc đúng không nhỉ? Qua bài học ngày hôm nay, thầy hy vọng các em có những trải nghiệm thú vị với những làn điệu dân ca của đất tổ Phú Thọ. Các em ở nhà tiếp tục tập luyện lại điệu hát bỏ bộ này nhé. Và giờ học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Xin hẹn gặp lại các em vào những tiết học lần sau. Xin chào các em.